Chào mừng tất cả mọi người tới chương trình XLN, chương trình tin tức trực tiếp Đài Hoa Kỳ 8 giờ sáng. Ông cụ tổng thống Donald Trump đã được thắng, thắng ở bên Iowa. Ông ta được người ta ủng hộ nhiều hơn bà Nikki. Cả luôn ông Ron, hai người đó cộng lại không có bằng người ta ủng hộ cho ông Trump. Tất cả những gì xảy ra ở bên Iowa tới ngay bây giờ thì tới nằm ở New Hampshire. Ngay bây giờ, những người đang đi tranh cử nằm trong đảng Cộng Hòa đang cố gắng, cố gắng để chạy đua, chạy đua theo cái người đứng phía trước. Đó là ông cụ Tổng thống Donald Trump. Hồi tối hôm qua, về cái chuyện thắng của ông cụ tổng thống Donald Trump là phá kỷ lục. Ông Trump thắng bên Iowa rất là nhiều, rất là đông người ủng hộ trong ta. Ông Trump đứng phát biểu nói cho biết cái ngày lớn nhất sắp tới đây đó là tháng 11. Đó là cái ngày mà lấy lợi đất nước của hoa kỳ và cái lúc đó mới là đúng sự thật chúng ta làm cho đất nước của hoa kỳ tốt một lần nữa ông trump thắng đây là ba chục phôi cao hơn tất cả những người khác đây là cái lần đầu tiên mà cái số người ủng hộ đông như vậy đây là cái thử thách của bên ai hòa trong về cái tranh cử điên nằm trong đảng cộng hòa. Trump nói là chúc mừng Ron và bà Nikki, hai người đó có thời gian chung vui với nhau ở phía dưới đó. Theo ông Ron thì tất cả những gì ông làm đó là đưa ra tất cả của nằm ở bên ai hoặc ông ron tính ra là người đứng thứ nhì đi đại diện nằm trong đảng cộng hòa được người ta bầu bà nikki thì ông ron thắng bà ta Ông Ron đứng phát biểu cho dù tất cả những cái gì họ quăng tới chúng ta và tất cả mọi người chống đối của chúng ta. Và chúng ta có được một cái ticket để nhảy ra khỏi Iowa, để đi qua New Hampshire kế tiếp. Bà Nikki nói là trong lúc này rất là khá, sửa soạn cũng đi qua bên Iowa, bà ta hiện tại đang đứng là người thứ ba nằm trong đảng cộng hòa đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ. Bà Nikki nói đây là cái tranh cử của bà, đó là một cái để mà chặn lợi về cái ác mộng Trump và uh, Joe Biden. tính ra lần này những cái người mà trong đảng Cộng Hòa đi ủng hộ đó lần này là tệ nhất của trong 25 năm. Những người mà tới đưa ra bầu thì những người đó là đối mặt với ở ngoài trời rất là lạnh. Đó là dưới không độ. Lái xe đi thì cũng rất là nguy hiểm khi tới đây. chúng tôi gặp rất là khó khăn để đi tới đây chúng tôi cố gắng hết mình và tất cả những cái người nào mà đã làm như vậy cho tới lúc cuối cùng những người đó là những người được thắng ai hòa thì đây là họ chọn cái người nào mà họ nghĩ là tốt nhất nằm cho đại diện của đảng cộng hòa Hiện tại đó là những cái gì mà ở ngay đây thôi, còn những chỗ khác là khác. Cho nên ông Trump mới vừa qua, ông cũng đưa ra nói cho biết. Ông đang kêu tất cả những người mà đang chạy đua để mà muốn làm người đại diện của đảng Cộng Hòa thì nên nghỉ hết đi để có mình ông chạy thôi là đủ rồi. Và hiện tại ngay bây giờ không biết người nào là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ gì đó, không cần biết ai là ai. À, không biết người nào, người nào, như thế nào cũng không sao. À, hãy đứng chung lại rồi sau khi đó để giải quyết chuyện của thế giới và cũng cũng bào trọng luôn. Đây là cái người mà đi tranh cử tổng thống trên hoa kỳ nằm trong đảng cộng hòa ông rem ông đưa lên báo cho biết ông ngay bây giờ là ngừng ông rem này thì có biệt danh là nói chuyện hiện rất là dữ tợn khi mà đưa ra tranh luận và ông ta ngay bây giờ báo cho biết là ông ta ngừng không có đi tranh cử nữa và ông ta ủng hộ cho ông cụ tổng thống donald trump ông ron nói hồi tối hôm nay tôi gọi cho ông cụ tổng thống donald trump tôi chúc mừng đó là ông ta được thắng và bắt đầu từ bây giờ trở đi tôi đây đứng ra là ủng hộ cho ông trump đó là tôi nghĩ chúng ta làm một chuyện tốt cho đất nước của chúng ta làm chuyện đúng, đó là ủng hộ trong Trump. Đó là của đài NBC News báo cho biết. Còn đây của đài báo thêm cho chúng ta biết. Bà này hiện tại trong lúc này bà đang kêu gọi có ai biết gì về con gái của bà làm ơn nói cho bà biết? Theo cảnh sát ở đây nói cho biết, con của bà ta là một trong sáu người. Một trong sáu người là mất tích dọn ra khỏi chỗ cái khu nhà ở hồi lúc trước. vào năm 2023 tháng 8. Lúc đó thì họ sống ở đây, sau khi đó là họ dọn đi. Theo cái người mẹ nói là cái người con tự nhiên không có làm việc nữa và cũng không nói chuyện với nhiều người nữa và đưa ra nhiều cái, nó không có bình thường, cách nói chuyện cũng khác nhau nữa. Sau khi đó là đã dọn ra khỏi nhà này. theo bà ta tin tưởng là con của bà bị bệnh tâm thần. Con của tôi bị nhiều chuyện xảy ra làm cho con người nó không có bình thường và trở ở thành rất là dễ bị người ta lợi dụng. Và những cái người kia thì họ lợi dụng con của tôi, thấy con tôi yếu ớt về tâm thần, cho nên mới dùng như vậy để mà lợi dụng con tôi. Cái người mà mất tích chung với cổ đó là đứa nhỏ 3 tuổi. Và còn cộng thêm bốn người khác nữa. Đó là người con rồi lớn một chút xíu và người bạn cũng bị mất tích chung nữa. Tổng cộng là bốn người. Theo cảnh sát, địa phương ở bên Missouri tin tưởng, nói là cái cô này cổ theo một cái người tên là Mershon. Mershon Chumar. Cái ông đó là có một cái giáo đường riêng của ổng và ổng chỉ dạy cho tất cả những cái người mà theo cái giáo của ổng đó là không có thân thiện với người nhà của mình nữa và cũng tập nhiều cái khác nhau từ tinh thần cho tới tập cách cúng bái đủ cái khác nhau đây là một cái giáo một cái giáo phái tâm linh mới lập ra cái cô ở gần bên nhà cổ nhìn thấy những người bên kia nhà thì họ ra ngoài ngồi thiền kiểu như vậy cái cô này cổ nói cổ biết cái cô ở nhà kế bên đó là họ ngồi thiền và con của họ đứng thiền kiểu như vậy lúc mà cô đó vô trong cái giáo phái đó giáo phái tâm linh thì bắt đầu cô ta thay đổi hoàn toàn bắt đầu cô ta cắt tóc cô ta đi rồi làm nhiều cái khác bình thường và giờ tập luyện cũng khác bình thường tự nhiên ngồi tịnh tu ngồi thiền giữa trời nắng như vậy hồi lúc trước con của họ hay chơi chung với con của chúng tôi rồi tự nhiên thì cổ không có cho con cổ qua đi chơi nữa rồi tất cả mọi chuyện đều ngừng lại hết Và trong lúc này thì cô ta cũng nói là con của cổ cũng nói là con cổ không sao nhưng mà con cổ không muốn nói chuyện gì với ai nữa hết trong lúc này. Đó là của đài NBC nêu báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngài hôm nay. Trong lúc này về chính quyền của ông Joe Biden và tiểu bang Texas đang có chuyện bất đồng ý kiến với nhau. Tất cả những chuyện này dính dáng tới ý về chuyện của chính phủ có quyền coi và bảo vệ biên giới như thế nào mới vừa xảy ra. Cho ở phía trên nói về tiểu bang Texas đó là phải làm sao để cho tất cả những người đến ở ngay biên giới có quyền đi vô những cái chỗ này để mà ngay cái phạt để giúp đỡ cho những người khác. Đó là ngay cái phạt tên là Shelby Park. Đó là cái chỗ mà kêu bằng Eagle Park. Đó, chỗ này. cũng cùng là cái chỗ mà một người phụ nữ và hai đứa con đã bị chết chìm vào bữa thứ sáu vừa qua. Theo của tòa bạch ốc nói, về thống đốc bên Texas đưa ra chặn lợi không có cho cảnh sát biên giới chạy vô trong đó để có gì giúp đỡ. Chạy vô trong đó để giúp đỡ cho những người di cư. Theo của thống đốc bên Texas đưa ra nói cái đó là không có sự thật. Khi mà cảnh sát biên giới ở đây đòi xin đến chán để mà cho hoa những người cảnh sát biên giới vô bên trong để mà giúp đỡ thì khi mà xin như vậy đó là bên Mỹ đã kiếm được cái người đã bị chết. Giống như những nhà chức trách ở ngay bên Texas biết rõ ràng là người ta bị chết ngợp, đó là có trẻ em. Và chặn lại không có cho cảnh sát biên giới chạy vô trong đó để cho cảnh sát biên giới vô đó cứu người ta. Trước khi về cái chuyện mà mấy người bị, bị ngập chết, thì ông thống đốc bên Texas cũng đưa ra nói về cái chuyện ngay biên giới như thế nào. Theo ông thống đốc nói, tiểu bang Texas đó là họ có quyền họ có quyền đưa ra kiểm soát như thế nào ra làm sao ở ngay biên giới bất cứ ở cái góc nào ở ngay biên giới giữa mỹ và mỹ trả lời ở ngay eagle pass ở đây có 700 cái thánh giá màu trắng tính ra đó là những người di cư mà đã bị chết trong mấy năm vừa qua Ngày hôm nay, DHS cho Texas một cái thời điểm cuối cùng. Đó là vào bữa thứ tư tuần này, đó là chặn, không có cho chặn lợi những cái người mà cảnh sát biên giới chạy vô trong nữa. Nếu không thì sẽ thưa lên tòa án cao hơn về chuyện này. Đó là của đài NBC News báo cho biết. còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày hôm nay đây là của đài ABC News báo cho biết có khi nào mọi người nhìn lên trên trời nhìn lên trên trời cái ngày mà trời đẹp đó chúng ta nhìn thấy nhìn thấy sau khi chiếc máy bay bay qua thì có một cái làn màu trắng như vậy. Đó là kêu cái đường của máy bay đã bay qua. Cũng viết tắt kêu bằng contrail, một cái đường dài của máy bay bay qua. Đó là cái chất nước của máy bay khi bay qua để lại nguyên một làn dài như vậy. Tất cả những cái chất nước này bay thì để lại có thể làm cho sức nóng bị dính lại ngay đó. Tính ra về cái contrail mà cái đằng nước để lại của máy bay đó là ảnh hưởng 35% ảnh hưởng tới cái sức nóng của trên trái đất đối với những hãng máy bay của Hoa Kỳ thì họ muốn thay đổi về chuyện này. Công à, kết cuộc thì nó dễ dàng hơn là những gì mà suy đoán. Bà này là cái người sếp coi về chuyện này đưa ra nói cho chúng ta biết và họ cũng hợp tác với Google đưa ra nghiên cứu về chuyện này. Họ đang kiếm cách đưa ra làm sao để làm cho giảm cái bớt sức nóng khi máy bay bay trên bầu trời. Tất cả những cái hãng thì họ dùng cái ý computer họ coi từ chi tiết hết để mà báo cho biết và họ kiếm cách để coi coi làm sao cho tất cả những chuyến bay bay trên trời đường bay như thế nào để cho nó giảm bớt về cái chuyện này rồi sau khi đó thì đó là phải tùy theo cái người lái máy bay như thế nào khi máy bay bay cao ở trên cái độ bao nhiêu thì nó hiện ra cái lặng màu trắng đó, đó là hơi nước để lợi làm cho sức nóng trên bầu trời. Nhưng mà khi bay thấp xuống bao nhiêu thì nó không có cái lần sức nóng như vậy. Khi mà bị xảy ra như vậy, đó là máy bay bay qua nhiều cái chất, đó là cái chất hơi nước phía trên trời. khi máy bay bay quá cao thì nó bị trường hợp như vậy. Liên tiếp là trong vòng 6 tháng vừa qua đã bay test đi khoảng 70 lần. Sau khi đó, những người lái máy bay họ dùng những cái data để biết được thì họ thay đổi chút xíu, có nghĩa là đang bay cao 38.000 feet, họ bay thấp xuống chỉ 36.000 feet thôi, làm như vậy thì nó sẽ không bị trên bầu trời những cái lần gạch qua lạch gạch lại đó là cái lần làm cho tạo chức nóng xảy ra I would say it's actually... nghe thì rất là dễ dàng nhưng mà làm thì nói ra như thế nào <laughs> khi mà chúng ta bay bất cứ cái gì thì đã tính toán trước bay ra làm sao. Thì đây là một trong những cái mà cộng thêm theo của trong chuyến bay vậy thôi. Khi máy bay mà bay bay trên cao có được một cái lằn màu trắng dài như vậy mà máy bay hạ xuống một chút xíu thì nó là ảnh hưởng xăng thêm. Ảnh hưởng khoảng chừng 2% xăng thêm. Làm như vậy thì nó có lợi nhưng mà tốn xăng nhiều. Giống như trong lúc này có khoảng chừng 15% những chuyến bay đó là bị trường hợp như vậy. Theo Google đưa ra suy đoán nói là tất cả những chuyến bay làm như vậy thì cộng thêm là chấm ba à, 3 trăm thêm xăng, nhưng mà tính giúp đỡ cho trên bầu trời rất là nhiều. Đây là với tỷ như chỉ có một vài chiếc máy bay bay thôi thì nó còn đỡ. Hãng máy bay đưa ra cái chương trình như vậy để cho máy bay bay thấp xuống một chút xíu thì có lẽ là sẽ bị trục chặt vấn đề nhiều hơn tại vì rất là nhiều máy bay bay trên trời. Trên trời cũng có đường bay giống như dưới đất, đường xe chạy. Cho nên trên trời rất là đông máy bay bay tới bay lui. Phải coi cho kỹ để coi như thế nào mới làm được hay không và an toàn như thế nào nữa, rất là quan trọng. Đó là của đài NBC News báo cho biết. Đậu lợi rồi chạy bị chợt băng rồi bị tai nạn xảy ra đây là của đài mbc báo cho biết chuyện này xảy ra bên philadelphia liên tiếp mấy ngày qua ở trên hoa kỳ gặp trận mưa bão lớn đây là bão tiết con đường lạnh đông đá luôn chỗ này đó là nằm về hướng bắc ở philadelphia tai nạn xảy ra chiếc xe bus đậu lại rồi thì lúc chạy chạy không được bị chật bánh lăn luôn xuống uống dưới đường trời đóng đá che không chạy được nữa NBC News báo cho biết tới đây Andy cũng xin tạm ngừng có gì hẹn gặp tất cả mọi người sau chúc tất cả mọi người có một buổi sáng vui vẻ và mạnh khỏe have a great day take care all. bye bye